Xin chào bạn, chào mừng các bạn quay trở lại. Tôi là Phương Hữu Dưỡng. Yes. Chúc các bạn ngày mới vẻ. Hôm nay tôi sẽ thực hiện clip thử đi chăn bò để xem cảm giác chăn bò sẽ như nào. Trước khi đi chăn bò thì anh em tôi sẽ bôi kem chống nắng nhá, để gọi là đi chăn bò sợ đen da ấy, sợ còn ảnh hưởng đến làn da châu Phi của anh em tôi. Vì thế chúng tôi phải bôi kem chống nắng mà. Bôi kem chống nắng để bảo vệ làn da châu Phi. Cứ chẳng ở được. Đây là con bò tôi sẽ chăn nha các bạn nha. Tôi không nắm lại gần con bò này các bạn ạ. Các bạn nhìn nó rất là ghê đấy, đấy đấy, các bạn nhìn chưa? Ánh mắt nó hình viên đạn, nó nhìn tôi nhìn ghê lắm. Ta dắt mày đi đi ăn cỏ mà. Mày đừng hút ta nha. 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 Đi ra chỗ khác à, đi về đằng kia đi, để đi chạy về đằng kia, ta lấy dây ta dắt đi nào. Đi về đằng kia. Quay lại đi. Quay lại. Mày đừng nhìn ta, ta sợ lắm. Đi ra đi. Ô, con này điếc à? Đi về đằng kia để ta lấy dây này. Ta sợ mày hút lắm, đi về đằng kia. Đi về đằng kia. Mày không hiểu tiếng người à? Ô con bò này. Đi về đằng kia. Ô kìa. Đừng có nhìn ta như vậy. Đừng có nhìn ta như vậy. Mày đẩy ta đi qua mày, ta lấy dây ta dắt. Ôi, mày manh động à? Ôi, mày làm gì ấy? Mày làm gì ấy? Tao bảo mày đi lùi lại, không phải đi tiến về phía tao. Lùi lại để tao dắt mày đi ăn cỏ nào. À đúng rồi. Bây giờ tôi sẽ đi nhổ cỏ cho nó ăn để gọi là làm thân với nó các bạn ạ. Đúng rồi. Mày ăn cỏ đây không? Đây. Này, đừng hút tay nha. Này, ăn cỏ này. Đừng hút tay nha. Này. Ăn đi. Này, ăn không? Đúng rồi. Tôi làm thân với nó được rồi. Các bạn thấy tôi thông minh không? À, tôi đã có chiêu trò để làm thân với con bò này. Đấy, nó rất là ngoan. Đấy, đúng rồi, ăn cỏ đi. Ta đi ngặt cỏ cho mày nữa nha. Ơ, đó bò ơi, đừng từ từ nha. Đúng rồi. Ui. Ăn đi nhá. Đừng húc ta nhá. Đúng rồi, ăn mạnh à. Rồi. Đấy, ngoan nhá. Đấy, thế là tôi qua đi. Thế là tôi đã đi qua con bò và tôi đã lấy được cái dây này. À, chuyên nghiệp không? Ui giời. Ôi anh ơi. Ui, ta làm gì đâu. Đừng nhìn ta như vậy. Con bò này, ta cho mày ăn thế mà mày không ấy. Ui, chặt lắm các bạn ạ. Ui. Cái cọc này ai đóng đây chặt lắm, không nhổ lên ý. Rồi, đi chăn bò đi. Đi ăn đi, em ơi. Đúng rồi, đây tôi đã nhổ được cọc này nó đi ăn. Ê, chân thừng đi. À, ăn lúa đây, ăn bò đây. Ôi, mày húc tao rồi. Ôi, lại, đứng lại nha. Ăn đi, ăn cỏ đi. Rồi, ăn đi. Đừng húc tao nha. Ta dẫn mày đi ăn cỏ nha. Không ăn được à? Nó dịch lên đây vậy. Đấy, xem ăn được cái gì thì ăn đi. Đấy, ăn đi. Vui nhỉ, sợ chết, nó húc cho này. Đi ra đi, nó húc cho này. Nó húc làm sao được, dở. Ăn đi, ăn bò, ăn cỏ đi. Ăn rau muống đi, ăn rau muống đi. Không ăn à? À đúng rồi, ăn rau muống đi, đúng rồi. Đúng rồi, cẩn thận ngã xuống ngoài nha. Tao sợ nó đâm đầu xuống ngoài không lên được thì chết. Các bạn ơi, tôi muốn sờ con bò nhưng không biết cách nào để sờ con bò. Sợ nó húc lắm. Thì mới chăn bò được một lúc thôi thì tôi thấy rất là mỏi chân. Mỏi chân kinh khủng luôn. Chúng tôi đã mang ghế ra đây để chăn bò rồi. Các bạn đi chăn bò rất là mỏi chân. Vì thế chúng tôi phải cầm ghế đây để nằm để cho thoải mái. Đấy, Vinh nằm xuống cho thoải mái không? Vinh trên nẻ chăn bò theo phong cách quý tộc. Bò nhìn này, bò nhìn Vinh trên nẻ này. Sướng không? Sướng. Đi chăn bò này thì còn gì bằng nữa phải không? Mày không phải bao giờ nữa nhỉ? Hôm nay lại trời mát nữa. Nếu mà trời nắng thì chúng tôi phải mua một cái ô to để che nắng nữa. May hôm nay trời mát nên chúng tôi đỡ phải mua. Bây giờ đến đây tôi thư giãn các bạn ạ. Sướng nhỉ? Có ghế ngồi đỡ mỏi chân rồi nhưng mà bây giờ bụng tôi lại đói, bụng tôi đang kêu này. Bây giờ mày sẽ ở đây chăn bò, anh sẽ đi mua đồ ăn về ăn vì bây giờ anh rất là đói rồi, mày đói không? Đói chưa? Bây giờ mày đỡ ở đây trông bò nhá. Mất bò tao bảo nhá.
Thôi làm đây nghỉ đi rồi anh đi mua đồ ăn về cho mày. Mày mà ngủ quên mất bò ra bảo. Rồi. Cứ ở đấy mà rồi. Bò ở đây nha, tao đi mua đồ ăn cho mày. À nhầm, đi mua đồ ăn cho cả hai, à cả ba. Chăn bò này à? Hả? Ngủ à? Vừa ngủ nghe nhạc thế này thì chăn bò nó dắt đi mất làm nào? Ui giời, đợi anh ngủ về lâu quá, em ngủ mấy giấc rồi. Thì đi mua nhiều đồ chả chả lâu. Đùa, cứ làm đây ngồi vật vờ làm đây đợi anh sướng về ăn. Đùa chứ chăn bò như mày thật ta chăn được cả ngày. Cái bao này là bao đồ ăn của bò nhá các bạn nhá. Hôm nay tôi cho bò nó ăn sang chảnh luôn. Đấy, một bao đồ ăn luôn, khỏi phải đi chăn. Và đây là đồ uống. Đồ uống trong một ngày hôm nay của chúng tôi. Còn đây là đồ ăn. Đây là pizza. Anh mua cho mày mỗi anh em một cái đùi gà này và một cái pizza này. Đó, nhìn rất là ngon các bạn ạ. Đây là đùi gà này. Con bò nó đang chuẩn bị đi ngủ rồi, chúng tôi sẽ ăn trưa. Bây giờ là 12 giờ trưa rồi. Thì hôm nay trời nó râm râm ấy, rất là thích các bạn ạ. Con bảo đi chăn bò mà trời mát mẻ như này cảm giác rất là sướng và thoải mái. Và bây giờ chúng tôi sẽ ăn trưa nha. Và đây là bữa trưa đạm bạc của chúng tôi. Hai thằng đi chăn bò ăn ăn một suất gọi là đạm bạc thôi. Đấy, Vinh đói chưa? Ăn đi. Đấy, cho mày ăn đùi gà đây. Đấy. Mời các bạn ăn trưa nhá. Ờ. Ui, cắn sâu vào. Ừ. Nhìn Vinh cắn ngọt nhá. Mày cắn sâu hoắm vào mới ngon. Cắn miếng to à. Ui dồi ôi, ngon không? Ngon. Bây giờ tôi sẽ thưởng thức món pizza. Ui, nhìn ngon thế. Ô anh vẫn không mời các bạn là sao ăn trưa? Ô. Quên, mời các bạn ăn trưa nha. Đây là bữa trưa đạm bạc của tôi, đi chăn bò vất vả quá nên phải ăn vào để lấy sức chăn bò các bạn ạ. Ui ôi, nhìn ngon thế. Ui ôi, ngon. Pizza xúc xích này, pizza thịt này, rau này, ui nó lại pizza ăn rất là ngon. Ui ôi, nhìn ngon thế. Trời ơi. Thật sự bây giờ rất là đói nên tôi phải ăn nhanh các bạn thông cảm nào. Đó quá, cái cảm giác được ăn uống ở ngoài trời được rộng rãi như này, cảm giác rất là thoải mái, mát mẻ, gió trời, một mình một cánh đồng luôn. Đây tôi quay cho bạn xem này. À. Không gian gọi là bao la bát lát. Ăn cảm giác ăn uống ở đây rất là thoải mái. Uống nước dừa mát thế. Thằng Vinh thì nè, ăn thì tương ớt lem nó khắp mồm. Ăn mới chả uống, lớn rồi. Nào, làm hết nước dừa đi cho mát, xem mát không, xem ngon không nào. Chưa mày uống, uống đi. Ngon không đấy, từ chiều tao mua 20 quả cơ đấy, mày uống cả ngày. Cho uống đáy nước dừa luôn. Bây giờ mày cứ ở đây ăn đi nhá, anh đi cho bò ăn. Đấy, mày cứ ăn đi. Và đây là bao thức ăn của bò nha các bạn nha. Hôm nay tôi cho con bò này ăn sang chảnh nhất, gọi là Vịnh Bắc Bộ luôn. Vinh tiền đẻ, ăn chung với bò kìa. Đó. Sướng này, bò sướng đứng dậy luôn này. Đứng dậy đây, đây này. Ăn đi. Rất nhiều rau muống luôn. Rau muống, rau cải. Tôi mua một bao, bao rau luôn nha các bạn nhá. Đây là phong cách chăn bò kiểu như là của Dubai rồi. Không phải là của người Việt Nam nữa rồi. Đấy. Đấy, bò ơi. Ăn đi. Ăn đi. Đấy, rau cải đấy, rau cải rồi rau muống đấy. Đấy, một bao luôn, tôi mua đúng một bao luôn. Đấy, đứng dậy ăn luôn. Đúng rồi. Ăn đi. Hôm nay tao cho bạn ăn thoải mái luôn. Con bò nó đang thưởng thức bữa trưa của nó. Bây giờ tôi lại ra ăn tiếp đây. Đấy, ăn đi nhá. Ăn no nhá. Ăn no mà. Vinh này này, bắt đầu ăn miếng pizza đầu tiên. Đây là lần đầu tiên của Vinh này ăn pizza. Đấy, ăn đi. Cay đi. Cay á? Chấm nước ớt này mới ngon này. Ăn pizza phải cay cay một tí mới ngon chứ. Nhất Vinh thì nẻ đùa chứ. Vinh thì nẻ đi chăn bò cùng tôi ngang với vua.
cày lắm. Các bạn cũng gọi Vinh là Vinh Dubai đi. Ui dồi, nhìn Vinh nó cắn miếng chắc lịch, kiểu như là Vinh răng nó chắc cái cắn kiểu như là phập một cái trông ngon. Mày cắn lại một miếng nữa anh xem nào. To, tròn. Một đứa cay lắm. Cay không chấm nữa. Không phải có cái gì nữa. Ớt á. Ớt đến mấy cả cái gì nữa này. Không cay. Ăn pizza mà cứ kêu cay, ăn mạnh cay rồi như này. Ui dồi, nhìn là Vinh nó cắn miếng trông làm tôi thèm quá. Nó ăn của lợn đi anh. Thôi ta ăn đùi gà cơ. Cái đùi gà của tôi mua hai cái đùi gà, mỗi thằng một cái. Ngon lắm. Ăn từ từ thôi, phòng mồm trận má đấy thằng này. Đùi gà ngon thế, mua mỗi cái. Hai cái ăn gì nữa? Mỗi người mỗi cái. Ừ, từ sau anh xúc điện, mày thích ăn đùi gà phải không? Ừ, ngon thế. Ờ, từ sau anh mua cho mấy cái? Mỗi anh em một cái, mỗi anh em hai cái. Ờ, rồi từ sau rút kinh nghiệm, anh mua nhiều. Ui, nhìn ngon thế. Cảm giác ăn uống ở ngoài đây, cảm giác rất là thích. Gió trời nó mát nữa, ui ôi, cảm giác nó cứ lâng lâng người lên ý. Còn gì bằng. Kiểu như ở nhà hàng khách sạn 5 sao luôn ý. Vinh, mày đánh giá cái dịch vụ của anh là mấy sao nào? Tất cả cái dịch vụ ăn uống, giải trí của anh là mày đánh giá anh mấy sao nào? 5 sao luôn. 5 sao luôn. Ừ. Cảm ơn em nhé. Thôi bắt tay cái nào. 5 sao luôn. Mai anh mở khách sạn luôn. Rồi. Vinh ăn đi. Ui em ăn no lắm. Lo á? Mới ăn được lửa cái pizza đã lo rồi. Ăn được mỗi lửa cái. À đâu còn cái đùi gà to phết. Đùi gà to. Uống nước nữa. Lo. Cố ăn nó đi. Thôi no lắm. Để tí nữa ăn. Bận đói. À tức là nghỉ giải lao 15 phút rồi ăn tiếp phải không? Đói anh em mình ăn. Uống nước dừa cho tiêu pizza. Ngon tuyệt vời. Bữa trưa ngon. Vinh thì nẻ sướng. Được đi chăn bò như này, Vinh thì nẻ chăn cả đời. Mày không nạo như này mày có chăn cả đời không? Chăn cả đời. Bò Dubai chúng ta đã ăn hết lửa bao rau rồi. Ăn như trâu ấy. À đâu, ăn như bò đúng rồi. Nó là bò vì gọi là ăn như bò. Ăn như bò. Sợ nhai rau muống rau cải cứ vầm. Hình như rau cải nó không ăn rồi. Nó chừa rau cải ra nó ăn rau muống. Bây giờ nó ăn no rồi. Vinh ra sờ một người đó xem được không? Thôi ra sờ một người đó đi. Thử sờ nào. Ui nó hút cái thôi, thôi. Bây giờ tôi đã sờ vào đầu con bò rồi, sờ phát lửa. Ngoan rồi đấy các bạn ạ. Chiều nó như thế là ngoan đấy. Tôi cho nó ăn là bây giờ nó ngoan đấy. Tôi thích con bò này đấy. Sờ cái lửa nào em ơi. Hình như lói nó nghe tiếng là nó không cho sờ đâu ấy. Kiều thế không biết được. Tôi đã sờ vào đầu con bò được này, thích thế. Sờ sừng nó luôn nha. Thương con bò này quá. Nó bị cắm sừng nhiều quá, sừng bây giờ to. Ôi không sao, anh sẽ bù đắp cho mày, mày cứ ăn đi. Ngày hôm nay tôi đi chăn bò thật sự là tôi rất nhiều kỷ niệm với con bò này. Các mà đi chăn nó cảm giác rất là vui và thú vị, lại còn ăn uống thoải mái nữa. Tóm lại hôm nay đi chăn bò rất là vui. Cực kỳ vui. Ngày hôm nay mày đi chăn bò có cảm giác như nào? Ngày hôm nay em đi chăn bò ừ. Cũng là rất là vui. Gọi là mát mẻ, ngày mai đang trời mát mẻ là vui này. Bây giờ bò kia nó cũng rất là đáng yêu, đáng thương. Đấy. Dễ thương đấy, quên nhầm. Bò dễ thương. Bây giờ lần đầu tiên tôi đây khái niệm là bò dễ thương của Vinh Đần Đẻ đấy. Cảm ơn các bạn xem clip tôi nhá. Hẹn gặp các bạn vào các clip tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn.